chỗ ngồi để bắt đầu một cái phiên mới ạ. Cái phiên này liên quan đến nhiễm trùng do nấm. Đấy thì cái báo cáo đầu tiên là chẩn đoán và điều trị nấm phổi. Xin mời tiến sĩ Đoàn Phương Lan, Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, thư ký khoa học và tổng thư ký của Hội Hô hấp Hà Nội. Xin kính mời tiến sĩ Lan. Không phải chỉ slide mà cái đấy đâu. Là các bạn chuyển đúng không? Không, em chuyển, tự chuyển. Chuyển trên này thì chuyển đây. Đó chứ. Đâu có chuyển được đâu. Chuyển. Lùi đây. Chuyển đây, lùi đây. Này, không quen là cũng ăn đòn đấy. Ok. Kính thưa Chủ tịch Đoàn, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay trong thời lượng ít ỏi, tôi xin được trình bày một cách sơ qua nhất về nấm phổi, vì chúng ta biết là nấm phổi là một lĩnh vực rất là rộng và chúng ta gặp càng nhiều trong thực hành lâm sàng. Thế thì như chúng ta đã biết thì nấm phổi là một trong các bệnh nhiễm trùng của đường hô hấp và thường hay gặp ở những bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch. Nấm phổi thì có thể cư trú mà không gây bệnh, mà chúng ta hay gặp nhất đấy là Candida. Và cũng có thể là nó gây bệnh với rất nhiều các triệu chứng lâm sàng rất là phong phú. Và người ta phân ra có hai loại nấm phổi chính, đó là nấm phổi theo địa phương như là Histoplasma capsulatum hoặc là Coccidioid immitis hay là Plasmodium dermatitis hay là Cryptococcus neophogman. Những cái nấm địa phương này thì có thể gặp ở người khỏe mạnh. Và loại thứ hai đó là nấm phổi mà hay gặp ở những cái trường hợp mà suy giảm miễn dịch, người ta gọi là nấm phổi cơ hội. Đó là các chủng của Candida, Aspergillus hay là những cái chủng của Mucox mà chúng ta gặp rất là nhiều trong lâm sàng. Hiện nay thì người ta thấy là có những cái chủng nấm mà mới nổi. Đó là những cái chủng mà Hyphomycosis, là những cái nấm mà không đồng nhất, hiếm gặp. Và hiện nay người ta thấy là hay gặp và nó hơi lẫn với lại cái Aspergillus. Những cái trường hợp mà nấm phổi địa lý, tức là theo địa phương ấy, thì là hay gặp những người khỏe mạnh thì thường là bệnh sẽ tự khỏi, chỉ có khoảng 10% là bệnh diễn biến nặng. Còn những cái nấm phổi mà gặp do ở những cái trường hợp mà bị suy giảm miễn dịch hay là những cái cơ địa yếu ấy, như là Aspergillus, Candida hay là Mucormycosis hay là các loại nấm khác thì là có cái tỷ lệ tử vong cao và cái di chứng bệnh thường là rất nặng nề. Và ngày nay người ta thấy là có những cái nấm phổi mới nổi như là cái nhóm Body hoặc là Apios Pygmum. Thì những cái nhóm này tại sao người ta lại lưu ý đến nó? Bởi vì là những cái nhóm này nó kháng thuốc. Nó kháng với amphotericin B, rồi là nhóm với lại kháng với lại encinocardin, là những cái thuốc mà chúng ta rất hay sử dụng cho Candida ấy. Và khi mà bệnh nhân mà nhiễm phải những cái nhóm mới nổi này thì là cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và người ta thấy là cái nấm phổi nó rất là nguy hiểm, nếu mà bệnh nhân mà không được điều trị thì tỷ lệ tử vong do nấm tới 80%. Và nếu mà bệnh nhân được điều trị sớm và điều trị đầy đủ thì tỷ lệ tử vong còn giảm xuống 25% thôi. Và cái phát hiện sớm ấy, với những trường hợp nấm phổi để bệnh nhân được điều trị sớm là rất là quan trọng. Thế còn các triệu chứng của nấm phổi như thế nào? Nó rất là khó ở chỗ là các triệu chứng của nấm phổi thì không đặc hiệu. Không thể biết được là bệnh nhân như các triệu chứng như thế này là bị nấm phổi hay là những trường hợp như thế này là bị viêm phổi. Các triệu chứng của nó chúng ta có thể gặp như là những cái nhiễm vi khuẩn hoặc là virus khác, như là bệnh nhân có sốt này, nhưng sốt của nó thì thường là dai dẳng, có ho, bệnh nhân nhiễm nấm thì thường là ho khan, nhưng mà cũng có trường hợp là ho ra máu, rồi bệnh nhân có thở nhanh, rồi đau ngực, suy hô hấp trong trường hợp mà nặng, rồi nghe phổi có thể có tiếng ran hoặc là tiếng cọ màng phổi, có thể có các biến chứng của tim như là nhịp tim nhanh rồi tiếng cọ màng tim. Một số những cái nấm như là nhiễm nấm Cryptococcus thì nó rất hay là gây hạch to, cho nên là có thể chúng ta thấy là có hạch trung thất to rồi nó gây chèn ép đường thở nên bệnh nhân có thể là khó thở hoặc là đo chức năng thông khí, chúng ta thấy có thể thấy dấu hiệu của cái tắc nghẽn đường thở trung tâm. Những cái bệnh nhân mà có tiền sử đi du lịch, có nơi nấm lưu hành, người ta mới trở về mà bị sốt, chúng ta phải lưu ý xem bệnh nhân có phải là bị nhiễm nấm hay không.
bệnh nhân có thể có các triệu chứng ngoài phổi do những cái di bệnh đến các cơ quan khác. Chúng ta có thể thấy là những cái trường hợp mà nhiễm cryptococcus rất hay gặp là nhiễm những cái ổ di bệnh đến não, màng não, rồi là những cái tổn thương ở da, ở khớp, rồi là các triệu chứng về dị ứng. Khi mà nhiễm nấm như thế thì là nó rất hay ra cái biến chứng. Thì các biến chứng có thể gây ra là do cái di bệnh hay là người ta là phát tán nấm đến các cơ quan khác, như là các cơ quan ở não, màng não, ở da, ở gan, ở lách, ở thận, ở tất cả các cơ quan. Nó có thể gây ra sốc nhiễm khuẩn, rồi là nó gây ra nhồi máu phổi, nhồi máu cơ tim, rồi là có thể gây mù khi mà tắc những cái động mạch võng mạc. Rồi nó có thể gây ra các biến chứng tại chỗ, như là nấm nó ăn thủng cái vách thực quản với khí quản, gây ra giò khí quản thực quản, hay là có thể nó gây ra những cái u trung thất, rồi là sỏi phế quản, hay là những cái gây ra tình trạng sơ phổi, nó dẫn đến những cái hội chứng mãn tính của đường thở, hay là những cái lân cận, mặc dù có thể là biến chứng ở tim thì có thể là do lân cận, hoặc là nó có thể lan truyền theo đường máu. Vậy thì để nấm thì nó ngày càng hay gặp và những cái biến chứng của nó rất là nguy hiểm, cũng như là cái hậu quả để lại của nó nặng nề như vậy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể chẩn đoán được nấm sớm? Thế thì có nhiều các phương pháp lấy bệnh phẩm để chúng ta chẩn đoán nấm, và người ta thấy là tùy từng loại nấm mà chúng ta áp dụng cái phương pháp nào cho nó phù hợp. Thế thì những cái phương pháp đầu tiên mà đó là chúng ta lấy những cái chất tiết của đường hô hấp. Các chất tiết của đường hô hấp thì có thể là đờm, hoặc là những cái chất hút ở khí quản, hay là qua soi phế quản. Thế thì xét nghiệm những cái chất tiết của đường hô hấp như là đờm, soi trực tiếp, hoặc là nhuộm, hoặc là nuôi cấy, thì người ta thấy có giá trị trong các loại nấm. Thứ nhất là nấm Cryptococcus, hoặc là Histoplasmosis, hoặc là Sporoticosis. Đấy là những cái loại nấm mà chúng ta có thể sử dụng các chất tiết của đường hô hấp nuôi cấy để chẩn đoán, hoặc là soi nhuộm để chẩn đoán. Cái phương pháp tiếp theo đó là xét nghiệm huyết thanh. Xét nghiệm huyết thanh thì có ưu điểm gì? Xét nghiệm huyết thanh thì nhanh, chúng ta biết là những cái có những cái kit mà chúng ta sử dụng chỉ sau nửa tiếng hoặc một tiếng là chúng ta đã có thể có kết quả rồi. Nó nhanh hơn và nhạy hơn so với lại nuôi cấy. Các xét nghiệm huyết thanh mà thường được dùng đó là gì? Đấy là những cái xét nghiệm về miễn dịch enzyme galactomannan, cái này hay sử dụng để chẩn đoán Aspergillus. Có thể dùng kỹ thuật khuếch đại gen là PCR, có thể để chẩn đoán các chủng nấm như là Aspergillus, Histoplasma hay là Candida. Thế thì với những cái bệnh nhân mà nghi nhiễm nấm Aspergillus thì cái xét nghiệm galactomannan này rất là tốt, ở chỗ là nó có thể dương tính sớm và kết hợp với lại lâm sàng, chúng ta có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân bị nhiễm Aspergillus, như thế là sẽ giúp cho cái quá trình điều trị của chúng ta có hiệu quả. Chúng ta thấy là với cái xét nghiệm huyết thanh này, nếu mà là nấm mà nghi là Mucormycosis thì lại ít tác dụng, không có hiệu quả chẩn đoán. Vì sao? Vì nó không có chứa cái thành phần kháng nguyên galactomannan hoặc là beta glucan ở trong thành phần của tế bào, cho nên là người ta phải dùng các phương pháp khác để chẩn đoán nếu mà chúng ta nghĩ đến cái loại nấm này. Thế và như tôi đã nói với các bạn là cũng tùy từng loại nấm nào mà người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật nào. Thế thì tổng hợp lại thì người ta thấy là những cái nấm mà chúng ta sử dụng huyết thanh là những cái nấm như thế nào. Thứ nhất là những cái nấm Coccidioides, Imitis, Histoplasma thì có giá trị của chẩn đoán của huyết thanh cao. Cả hai cái xét nghiệm là xét nghiệm bổ thể và xét nghiệm miễn dịch đều tốt. Với những cái xét nghiệm đối với Plasmosis thì là giá trị kém vì là nó ít nhạy, và thứ hai nữa là nó có phản ứng chéo, tức là không chỉ với cái chủng nấm này mà nó lại dương tính với cả loại chủng nấm khác, nên là khi nó dương tính mình cũng không khẳng định được chắc chắn nó là Blastomycosis. Với cái nấm mà Sporoticosis thì là nó có kháng thể nhưng mà cái độ nhạy nó thay đổi, tức là lần này làm thì nó cao, có thể vẫn là nhiễm cái nấm đấy nhưng mà lần khác là nó lại thấp, tức là nó biến thiên rất là nhiều, cho nên người ta cũng không áp dụng nhiều trong lâm sàng. Với Cryptococcus bây giờ chúng ta gặp ngày càng nhiều trong thử nghiệm lâm sàng thì nó lại chỉ tốt trong chẩn đoán huyết thanh những trường hợp nào mà nhiễm nấm lan tỏa, còn những cái trường hợp mà nấm mà những cái trường hợp nấm mà khu trú hoặc là ở những cái bệnh nhân mà không có tình trạng suy giảm miễn dịch ấy thì cái độ nhạy của nó rất là thấp, cho nên là chúng ta phải rất là chú ý là khi chúng ta lựa chọn cái phương pháp nào để chẩn đoán. Thế thì những cái phương pháp khác mà để chúng ta hỗ trợ chẩn đoán, vì chúng ta biết là nhiễm nấm thì là nó không đặc hiệu.
chúng ta phải dựa vào rất nhiều thứ, dựa vào lâm sàng, dựa vào tiền sử bệnh của bệnh nhân, rồi khám lâm sàng, rồi dựa vào các loại xét nghiệm để chẩn đoán. Thế thì với những cái bệnh nhân mà nấm ấy, thì chúng ta thấy là X quang ngực không hề điển hình một chút nào, về chẩn đoán hình ảnh nói chung là không điển hình. Chúng ta có thể gặp các hình ảnh giống như là các trường hợp nhiễm khác, như là cũng có hình ảnh thâm nhiễm nốt này, hang này, đông đặc như là viêm phổi này, tràn dịch màng phổi này, hạch trung thất này, tất tần tật các loại tổn thương phổi có loại gì thì nấm đều có thể có những cái hình ảnh như thế. Chụp cắt lớp ngực thì cũng như thế thôi, nhưng mà có một cái là chụp cắt lớp ngực lớp mỏng phân giải cao thì đối với lại nhiễm nấm Aspergillus nó hơi đặc hiệu hơn một chút, tức là chúng ta có thể nhìn thấy những cái hình ảnh gọi là halo, dấu hiệu halo, tức là gì, nó có một cái đám, một cái nốt mờ và xung quanh đấy là có những hình kính mờ, thì đấy là những cái dấu hiệu halo là rất điển hình cho những bệnh nhân bị nhiễm nấm Aspergillus. Và những cái trường hợp mà chúng ta nghi nhiễm nấm thì chúng ta lưu ý là sẽ mở rộng cái chụp cắt lớp xuống cả ổ bụng, xuống cả não để xem là bệnh nhân có những cái ổ di bệnh hay không. Một cái phương pháp nữa mà giúp chúng ta lấy bệnh phẩm để chẩn đoán nấm đó là soi phế quản. Soi phế quản thì giúp các bạn lấy được rất nhiều các loại bệnh phẩm. Thứ nhất là dịch rửa phế quản, phế nang. Thứ hai là các mẫu sinh thiết. Mẫu sinh thiết này thì các bạn có thể lấy là sinh thiết niêm mạc phế quản hay là các bạn soi phế quản sinh thiết xuyên vách. Và người ta thấy là cái soi phế quản này giúp cho chẩn đoán được rất là nhiều trường hợp và kết quả có thể dương tính được tới 75-90%. Cái kỹ thuật tiếp theo đấy là kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực. Kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực thì rất có giá trị, nhưng mà chúng ta cũng biết là biến chứng của nó rất là nhiều, và những trường hợp nhiễm nấm của chúng ta thường là những cái trường hợp mà bệnh nhân yếu rồi là có nhiều các bệnh phối hợp. Thế cho nên là cái kỹ thuật sinh thiết xuyên thành ngực mặc dù rất có giá trị, nhưng ta chỉ cân nhắc sử dụng khi mà bệnh nhân thể trạng cho phép, cũng như là không còn các phương pháp nào khác nữa để có thể chẩn đoán được nguyên nhân. Nhưng mà sinh thiết xuyên thành ngực so với lại sinh thiết phổi mở thì nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều, vì các bạn biết là sinh thiết xuyên thành ngực thì chúng ta chỉ gây tê tại chỗ thôi. Còn nếu mà các phương pháp đều không sử dụng, đều không chẩn đoán được cho bệnh nhân mà chúng ta vẫn nghĩ bệnh nhân bị nhiễm nấm mà chúng ta cần có bệnh phẩm để chẩn đoán, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải sinh thiết phổi mở. Sinh thiết phổi mở thì bắt buộc bệnh nhân phải gây mê toàn thân. Đấy. Và cái là một cái cuộc phẫu thuật nó rất là nặng nề. Nhưng mà cái hiệu quả chẩn đoán của sinh thiết phổi mở rất là tốt, vì chúng ta có thể lấy được mạch bệnh phẩm rất là to để cung cấp cho các nhà giải phẫu bệnh để có thể nhuộm soi, rồi chúng ta còn có thể cấy để có thể được chẩn đoán. Có những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái di bệnh lên não hoặc là màng não thì chúng ta phải chọc dịch não tủy, nhất là Cryptococcus rất là hay di bệnh đến các cơ quan, nhất là não. Nên là bệnh nhân, nếu có bệnh nhân có các dấu hiệu thần kinh trung ương nữa thì chúng ta phải nghĩ xem bệnh nhân có nhiễm Cryptococcus hay không. Rồi là chọc hút tủy xương hoặc xít tủy xương nếu như là bệnh nhân có những cái rối loạn về máu hoặc là chúng ta nghi là bệnh nhân này có cái di bệnh đến tủy xương. Đấy là những cái đấy là những cái tổng quan chung về nấm nói chung. Bây giờ tôi đi về 5 loại nấm mà chúng ta thường gặp trên lâm sàng, đó là nấm Candida, nấm Aspergillus, nấm Cryptococcus, nấm Pneumocystis jirovic và nấm Talaromyces magnifei. Về nhiễm nấm Candida thì có một số những cái rất là thú vị mà chúng ta lưu ý, mà chúng ta nên áp dụng trong lâm sàng. Nấm Candida thì chúng ta biết là hay, đây là một cái nấm nhiễm trùng cơ hội, hay gặp ở những cái trường hợp mà người ta suy yếu. Suy yếu như là người ta phải nằm viện lâu này, những người trường hợp mà phải nuôi dưỡng tĩnh mạch kéo dài, nằm ở ICU kéo dài, hay là những bệnh nhân dùng kháng sinh phổ rộng kéo dài, hay là sau phẫu thuật, rồi những bệnh nhân tiểu đường, rồi suy thận mạn, hay là những trường hợp mà suy giảm miễn dịch như là bệnh nhân bị bệnh máu ác tính, bệnh nhân bị HIV, rồi là bệnh nhân dùng corticoid kéo dài. Để chẩn đoán nấm Candida thì các bạn lưu ý là viêm phổi do nấm Candida ít gặp nguyên phát, tức là gì? Là ít khi nấm Candida nó ở trong đường thở do nó gây nấm phổi do Candida, mà thường lại là do nó phát tán từ máu đến phổi. Chính vì thế nên là khi mà trên phim ấy, thì những cái trường hợp nấm Candida thì lại là tổn thương lan tỏa nhiều ổ. Và các bạn lưu ý là nuôi cấy và dịch phế quản, cấy ra Candida hay soi ra Candida không có giá trị để chẩn đoán là nấm Candida, để chúng ta điều trị nấm Candida. Cái mà để chẩn đoán, tiêu chuẩn vàng mà để chẩn đoán nấm Candida, đấy là chúng ta phải lấy được mô phổi để làm chẩn đoán. Đấy là phải sinh thiết. Và người ta thấy có hình ảnh nấm xâm nhập, có hình ảnh xâm nhập của Candida vào trong cái nhu mô phổi. Đấy mới được chẩn đoán là nhiễm nấm Candida. Tại sao lại vì như thế? Vì người ta thấy là thế này, Candida ở đường hô hấp hay là ở miệng, mũi, họng rất là nhiều, đúng không ạ? Thậm chí ở cả thực quản.
Thế và cơ thể nó có một cái cơ chế bảo vệ tự nhiên đối với candida. Chính vì thế cho nên là khi mà ở những bệnh nhân thở máy thì những bệnh nhân mà vệ sinh răng miệng kém là thế nào cũng candida, mà chúng ta cứ cấy ra chúng ta thấy candida thì chúng ta điều trị candida là làm nặng nêm cho bệnh nhân. Đấy, và vì thế người ta khuyến cáo là không điều trị nấm candida khi chỉ dựa thấy phân lập candida trong đờm hay là trong dịch phế quản. Người ta thấy là candida albicans là cái mà chúng ta hay gặp nhất, đúng không ạ? Thì hay gây nhiễm candida máu, nhưng mà hiện nay họ bây giờ người ta lại thấy là cái mô hình đấy nó thay đổi. Người ta thấy là có sự gia tăng các loại candida khác như là Glabrata hay là Paracelosis hay là Tropicalis hay là Crusay. Thế thì tại sao mà người ta lại quan tâm đến những cái này? Vì những cái nhóm candida này nó lại kháng thuốc. Đấy. Những cái này nó đều kháng với fluconazole, rồi là nó còn kháng với cả Eosinocandin, mà các bạn biết Eosinocandin là thuốc chính để điều trị candida first line đấy. Những trường hợp nào thì là nó có yếu tố nguy cơ mà kháng candida kháng thuốc, đấy là những trường hợp mà người ta có sử dụng cái fluconazole, hay là những trường hợp mà bệnh nhân bị giảm bạch cầu, nhất là bạch cầu trung tính. Đây là cái phác đồ để điều trị nhóm nhiễm candida ở bệnh nhân không giảm bạch cầu trung tính. Thì chúng ta thấy đầu tiên đấy là người ta sử dụng Eosinocandin, là các nhóm của nó là Casvofungin hay là Micafungin hay là Anidulafungin, và liều thì là như là chúng ta thấy ở trên bảng. Ngoài thuốc nhóm Eosinocandin ra thì chúng ta có thể dùng các loại khác thuốc thay thế mà chúng ta cũng rất là quen thuộc, đấy là fluconazole hay là amphotericin B. Amphotericin B có thể dùng dạng lipid được thì là tốt nhất. Amphotericin B thường chúng ta dùng cho những trường hợp mà không dung nạp, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta nghi là kháng thuốc. Vì các bạn biết dùng amphotericin B thì rất là nhiều tác dụng phụ, đúng không ạ? Nhất là cái dạng rhizosis là nhiều tác dụng phụ lắm, bệnh nhân truyền vào rất là khó chịu, cảm giác giòi nó bò trong xương này, rồi là rất là mệt, rồi hạ kali máu rất là nhiều, rất nhiều, rồi tăng men gan. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà bệnh nhân có rất nhiều các biến chứng, và nhiều bệnh nhân không thể, rồi nôn, rồi buồn nôn, và nhiều bệnh nhân không thể chịu đựng được. Thế chính vì thế cho nên là chúng ta chỉ sử dụng thuốc này khi mà chúng ta không có trong tay các thuốc khác, hay là bệnh nhân mà kháng thuốc. Thế và khi điều trị nấm, tất cả các nấm nói chung là sẽ có điều trị hạ bậc. Điều trị hạ bậc tức là khi nào mà bệnh nhân lâm sàng ổn định, bệnh nhân hết sốt, rồi là cấy máu, không còn nấm, hay là bệnh nhân đấy trên cái kháng sinh đồ là có nhạy cảm, tức là không kháng với fluconazole. Và những cái trường hợp mà khi mà đã ổn thì người ta chuyển từ Eosinocandin sang fluconazole. Lưu ý là với những cái nhóm mà candida mà không phải là albicans ấy, thì chúng ta phải dùng cái liều fluconazole cao hơn. Ở những cái bệnh nhân mà giảm candida mà có giảm bạch cầu trung tính thì thực ra các thuốc điều trị vẫn là những cái thuốc mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân không giảm bạch cầu trung tính mà thôi. Thế nhưng mà nó chỉ khác một chút, đấy là gì? Thời gian điều trị phải kéo dài hơn và chúng ta phải điều trị lâu hơn sau khi mà bệnh nhân có cái giảm, tức là lâm sàng bệnh nhân ổn định thì chúng ta vẫn phải điều trị lâu hơn. Và thứ hai nữa là phải loại trừ những cái đường vào, như là bệnh nhân rất là nhiều bệnh nhân đặt cateter xong nên nó nhiễm nấm qua cái cateter, và phải làm sao mà cho bệnh nhân phục hồi được cái suy giảm miễn dịch, vì người ta thấy là cái suy giảm miễn dịch ấy là một cái yếu tố tiết lượng bệnh nhân đến nặng hay không. Nếu bệnh nhân phục hồi được càng sớm thì là cái khả năng khỏi bệnh nó càng cao. Và cũng trong cái nhóm mà nấm phổi mà phải do candida ấy, thì người ta cũng điều trị giảm, mà có giảm bạch cầu thì cũng điều trị giảm liều, cũng như là trong cái nhóm mà không giảm bạch cầu. Và những cái thuốc mà người ta sử dụng để điều trị duy trì sau này thì cũng là fluconazole hoặc là voriconazole, tùy từng trường hợp cụ thể. Cái nấm thứ hai mà chúng ta cũng rất hay gặp đấy là nấm Aspergillus. Thế thì Aspergillus thì chắc là chúng ta gặp rất là nhiều, đúng không ạ? Và người ta thấy là cái nấm này, nấm nào cũng thế thôi, là chúng ta phải chẩn đoán rất là sớm, điều trị càng sớm thì tiên lượng bệnh càng tốt. Khác với các nấm khác là thời gian điều trị, khác với candida thì thời gian điều trị của nấm Aspergillus rất là lâu. Chúng ta thấy tối thiểu là phải từ 6 đến 12 tuần, có trường hợp là 6 tháng, có trường hợp là điều trị cả năm. Tùy vào cái thời gian mà bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, hay là những cái cơ quan bị bệnh, rồi là cái đáp ứng lâm sàng. Và chúng ta cũng không phải, tức là khi bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus, nếu mà các bạn mà
có bệnh nhân về huyết học ấy, chúng ta thấy là cái này gặp rất là nhiều và rất là đau đầu. Vì tôi cũng thỉnh thoảng có hội chẩn với các bác sĩ ở bên viện huyết học, các bạn ấy gửi bệnh nhân sang để hội chẩn và rất là đau đầu với những cái bệnh nhân nấm. Khi nào thì có thể điều trị lại được? Vì nó có một cái là bệnh nhân đang nhiễm nấm thì chúng ta sợ không dám điều trị hóa chất, mà không điều trị hóa chất thì cái bệnh máu nó lại bùng lên. Vậy thì khi nào mà chúng ta có thể cho bệnh nhân điều trị lại được hóa chất đấy? Thế thì người ta thấy là khi mà bệnh nhân nhiễm nấm Aspergillus thì tất nhiên là giai đoạn đang cấp thì chúng ta không thể cho bệnh nhân điều trị hóa chất được, nhưng mà không phải có chống chỉ định tuyệt đối. Vì chúng ta biết là thời gian điều trị nấm Aspergillus nó lâu như thế, đúng không nào, có khi đến cả năm trời. Thế là cái này là chúng ta sẽ phải cân nhắc, đánh giá cái đáp ứng lâm sàng để có thể cho bệnh nhân có thể sử dụng các phương pháp khác của huyết học. Vậy thì điều trị Aspergillus thì chúng ta sẽ ưu tiên cái gì? Chúng ta thấy là Candida thì chúng ta ưu tiên dùng Echinocandin. Thế còn với Aspergillus thì người ta ưu tiên dùng các nhóm azone, mà đấy là đầu bảng, đấy là Voriconazole. Thực ra cái thuốc này hiện tại thì trên thị trường chưa có nhiều để chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng các thuốc chống nấm thay thế khác. Tiếp theo đấy là Amphotericin B hoặc là nhóm các azone khác. Những cái trường hợp nặng ấy, thì người ta khuyên là chúng ta có thể phối hợp hai loại thuốc chống nấm với nhau. Vậy thì với những trường hợp mà nhiễm nấm Aspergillus thì chúng ta sẽ phối hợp cái gì? Thì người ta khuyên là chúng ta có thể phối hợp Voriconazole với Echinocandin hoặc là Amphotericin B với Echinocandin. Và người ta thấy là trường hợp nào chúng ta nên phối hợp? Những trường hợp nặng này, những trường hợp mà nặng rồi có giảm bạch cầu nặng, hay là những cái trường hợp mà chúng ta có những cái kháng thuốc hoặc là có những cái bằng chứng rõ ràng về bệnh nhân này nhiễm nấm Aspergillus. Rồi là điều trị Aspergillus cũng như là các thuốc khác, những các nhiễm nấm khác, các bạn đều biết là đều gặp ở những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch là chính. Vì thế cho nên chúng ta cần có các biện pháp bổ trợ về miễn dịch như là giảm liều hoặc là dần dần thì chúng ta bỏ đi những cái thuốc mà ức chế miễn dịch. Rồi là làm sao cho bệnh nhân hồi phục lại được cái hệ thống miễn dịch, như là sử dụng các thuốc kích bạch cầu. Rồi là đáp ứng điều trị. Vì tôi nói với các bạn là cái xét nghiệm kháng nguyên của cái Aspergillus nó xuất hiện rất là sớm. Chính vì thế người ta có thể sử dụng cái xét nghiệm đó để theo dõi, chẩn đoán cũng như là theo dõi cái đáp ứng điều trị cho bệnh nhân. Cái nấm thứ ba đấy là nấm Cryptococcus. Cái này bây giờ chúng tôi thấy gặp trên lâm sàng cũng khá nhiều. Chúng tôi cũng gặp được mấy bệnh nhân bị Cryptococcus. Bệnh nhân đấy, các bệnh nhân đấy đến ở bệnh ca chuyển đến hoặc ở các bệnh viện khác chuyển đến. Vì là chẩn đoán là các bệnh nhân đấy đi khám ở viện ca. Vì sao? Vì nó như là cái u phổi ấy. Đấy, và bệnh nhân sinh xếp trên thành ngực thì được chẩn đoán là nhiễm nấm Cryptococcus và được chuyển đến trung tâm hô hấp để điều trị. Và chúng tôi thấy là những cái gặp cái này ngày càng nhiều. Cái Cryptococcus mà nhiễm nấm Cryptococcus mà ở trên những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch ấy, thì nó có một đặc điểm đấy là nó sẽ hay kèm, nó hay di bệnh đến các cơ quan khác như là não, màng não, rồi bệnh nhân có thể là có hội chứng ARDS. Và những cái trường hợp nào mà nặng thì chúng ta phải phối hợp corticoid trong quá trình điều trị. Đây là cái phác đồ điều trị nhiễm nấm Cryptococcus. Người ta cũng phân ra là những cái trường hợp nào mà nhẹ thì là điều trị fluconazole, còn những trường hợp nặng thì chúng ta sử dụng phác đồ trong cái bảng ở phía dưới đây. Chúng ta có thể sử dụng amphotericin B kết hợp với flucytosine. Dạng amphotericin B có thể là dạng desoxycholate hoặc là dạng dẫn xuất của lipid. Nếu mà có điều kiện chúng ta sử dụng cái dẫn xuất của lipid, và khi mà sử dụng hai cái loại thuốc này chúng tôi thấy có sự khác biệt rõ rệt. Bệnh nhân dùng dạng lipid thì có sử dụng nạp tốt hơn rất rất nhiều, nhưng mà giá thành của nó cũng rất là cao. Người ta có thể điều trị phác đồ thay thế là amphotericin B kết hợp với fluconazole, hoặc là fluconazole kết hợp với flucytosine, hoặc là dùng fluconazole đơn trị liệu hoặc itraconazole đơn trị liệu tùy mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân. Và thời gian điều trị tấn công là khoảng 2 tuần và điều trị duy trì là rất là lâu, có khi là vài tháng, có khi có dài đến cả năm, tùy cái đáp ứng của bệnh nhân. Thực ra thì chúng tôi cũng có các bệnh nhân mà là u nấm Cryptococcus. Thế và điều trị sau khoảng 2-3 tháng thường là không thấy có suy chuyển gì thì bệnh nhân đi phẫu thuật. Và sau đấy thì điều trị tiếp tục thuốc chống nấm thì hiệu quả cao hơn rất nhiều so với việc chúng ta cứ cho bệnh nhân điều trị hết tháng này đến tháng kia. Đối với những bệnh nhân suy giảm miễn dịch thì chúng ta điều trị như thế nào? Thì cũng tương tự như là chúng ta điều trị ở nhóm mà không có suy giảm miễn dịch.
Nhưng mà cái thời gian điều trị thì nó kéo dài hơn thôi. Thế chúng ta không thể nhớ hết được là thuốc bệnh nấm này chúng ta điều trị thuốc này, nấm này điều trị thuốc này. Khi chúng ta quan trọng là chúng ta biết được những cái cập nhật mới để khi mà chúng ta có bệnh nhân mà bị nhiễm cái nấm này thì chúng ta có cái phác đồ sử dụng cho bệnh nhân cho đúng. Cái nhiễm nấm tiếp theo đó là pneumocystis jirovik. Thì chúng ta rất hay gặp ở những bệnh nhân nhiễm HIV đấy ạ. Với cái nấm này thì cái chẩn đoán thì lại rất đơn giản. Chủ yếu là sử dụng vào xét nghiệm các chất tiết của đường hô hấp như là đờm hay là dịch phế quản. Và người ta thấy là chỉ với xét nghiệm đờm thôi, là một cái xét nghiệm mà không xâm lấn gì cả, bệnh nhân chỉ khạc đờm là chúng ta đã có bệnh phẩm rồi. Thì có độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao. Và với cái dịch phế quản thì cũng rất là cao, chẩn đoán được 90-100% bệnh nhân HIV. Và để tăng cái khả năng chẩn đoán cái nhiễm nấm pneumocystis jirovik thì người ta dùng cái dịch rửa phế quản mà người ta rửa kỹ ở những khu vực tổn thương ấy, hoặc là người ta kết hợp với lại những cái kỹ thuật nhuộm kháng thể miễn dịch huỳnh quang để nâng được cái khả năng chẩn đoán lên. Thế còn những cái trường hợp, hầu hết là những trường hợp mà nhiễm nấm pneumocystis jirovik chúng ta biết là hay gặp ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch và đặc biệt là những bệnh nhân nhiễm HIV. Cũng có những trường hợp mà chúng ta không chẩn đoán được bằng đờm thì có thể là xung thiết mô, và những cái này chỉ sử dụng khi nào mà các kỹ thuật khác như soi phế quản hay là đờm mà chúng ta không chẩn đoán ra được và thể trạng bệnh nhân cho phép. Vì chúng ta biết là cái pneumocystis jirovik nó gây tổn thương phổi kẽ rất là nhiều, và khi mà muốn lấy được mô là chúng ta phải sinh thiết xuyên thành ngực hoặc là chúng ta phải sinh thiết mở, như thế thì cái biến chứng rất là cao, và người ta thấy là cái tỷ lệ tràn khí của sinh thiết xuyên thành ngực ở những bệnh nhân này tới 30%. Thế còn thông thường ở những bệnh nhân mà không bị cái bệnh này thì tỷ lệ tràn khí chỉ khoảng 10%. Sinh thiết phổi mở thì rất là tốt, nhưng mà chúng ta biết là những cái bệnh nhân này rất là yếu, đúng không? Sinh thiết phổi mở là cả một cái can thiệp rất là lớn với bệnh nhân, và cái những cái biến chứng rất là cao. Tất cả những cái bệnh nhân mà có bằng chứng của nhiễm viêm phổi do pneumocystis thì điều trị rất là đơn giản, đúng không ạ? Là trimethoprim kết hợp với lại sulfamethoxazole mà chúng ta hay dùng là biceptone đấy ạ. Và thời gian điều trị là thường là 3 tuần. Và người ta khuyên là những cái trường hợp mà nhiễm nấm pneumocystis jirovik thì chúng ta nên định lượng nồng độ thuốc trong quá trình điều trị. Và người ta khuyên là những cái trường hợp mà nhiễm HIV mà có nhiễm nấm này thì chúng ta nên điều trị kháng sinh phối hợp, vì thường là chúng ta không chỉ nhiễm nấm không mà thường bao giờ cũng bội nhiễm thêm vi khuẩn. Những cái trường hợp mà suy hấp nặng, mà có viêm phổi kẽ nặng thì nên phối hợp điều trị với corticoid. Tôi đi với các bạn cái nhóm nấm cuối cùng, đấy là talaromycep. Thì đây là một trong những là cái loại nấm mà địa phương hay gặp ở Đông Nam Á này, Bắc Úc này, Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam cũng gặp một số ca. Các triệu chứng về nấm của các bệnh nhân nhiễm nấm này thì thường là có các triệu chứng như là sốt này, giảm cân, ho khan, tổn thương da. Có cái rất đặc biệt đấy là gan lách và hạch to. Rất nhiều bệnh nhân được chẩn đoán là dựa vào sinh thiết hạch hoặc là tổn thương sinh thiết ở tổn thương da. Bệnh hay gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, nhưng mà chúng tôi gặp ở trung tâm hô hấp là có những bệnh nhân chẳng có suy giảm miễn dịch gì cả, không tiểu đường, không suy thận, không gì hết, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Để chẩn đoán xác định thì người ta sẽ cấy máu này, sinh thiết những cái tổn thương như ở da, như ở thủy xương hay là ở hạch. Và để chúng ta biết là khi mà chúng ta cấy như thế thì thời gian nó cũng mất nhiều thời gian, thế thì người ta có thể sử dụng những cái giải phẫu bệnh thì nó ngắn hơn. Và người ta thấy là khi người ta nhuộm soi thì người ta thấy những cái nấm mà nó có hình bầu dục mà nó có cái vách ngăn ở giữa ấy, đấy là thường là cái nấm macrophage, và đây là cái dấu hiệu để phân biệt giữa macrophage và macrophage và histoplasma capsulatum. Thế thì để chẩn đoán cái macrophage này thì có thể là chúng ta sử dụng là nuôi cấy cái nấm này thì rất là dễ, và có thể lấy bệnh phẩm ở nhiều nơi như là ở nước tiểu cũng được này, ở dịch não tủy này, dịch khớp này, rồi là những cái nó sâu hơn, phải can thiệp sâu hơn như là ở tủy xương, ở hạch. Thời gian nuôi cấy là từ 4 đến 7 ngày, nhưng có những cái trường hợp là cũng phải mất vài tuần nó mới mọc. Với cái nhóm macrophage này thì chúng ta có sử dụng huyết thanh không? Thì người ta thấy là cái nhóm này thì ít dùng vì là độ chính xác không cao, và những cái kit của nó thì rất là đắt tiền. Các xét nghiệm về chẩn đoán phân tử thì cũng không sử dụng.
Có một cái vấn đề đấy là cái phát hiện cái kháng nguyên galactomana ở cái nấm này tức lại có phản ứng chéo với lại aspergillus, thế cho nên là khi mà bệnh nhân mà có cái kháng nguyên galactomana mà dương tính thì chúng ta nhớ là phải lưu ý xem là bệnh nhân này là aspergillus hay là mác nước phây. Về điều trị của cái nhóm mác nước phây này thì chúng ta sẽ điều trị thuốc gì? Thì chúng ta cũng điều trị bằng amphotericin B đầu tiên, và chúng ta có thể thay thế bằng voriconazole, tức là thuốc thuộc nhóm azole. Vậy thì qua cái phần tổng quan, thực ra đây nấm phổi là một cái mảng rất là lớn, đây là tôi chỉ đi với các bạn được những cái là tổng quan nhất, thì chúng tôi thấy thế này, nấm phổi là một bệnh nhiễm trùng của đường hô hấp hay gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch, nhưng mà thực tế trên thực hành lâm sàng là gặp bây giờ hiện tại là chúng ta cũng phát hiện được rất nhiều ở những bệnh nhân bình thường, triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, nó không rõ là nó cũng giống như là các triệu chứng lâm sàng của các nhiễm nấm vi khuẩn thông thường khác, rồi tỷ lệ tử vong thì cao và nó liên quan đến cái chẩn đoán sớm. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác là những bệnh nhân của chúng ta liệu có nhiễm nấm hay không. Và các phương pháp chẩn đoán và điều trị thì tùy thuộc vào từng loại nấm, cho nên chúng ta cần phải lưu ý và khai thác thật là kỹ các triệu chứng lâm sàng để chúng ta có thể hướng tới bệnh nhân này bị nhiễm nấm gì để chúng ta cho các xét nghiệm cho nó phù hợp. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đại biểu. Vâng, cảm ơn báo cáo rất là hay của tiến sĩ Đoàn Lan Phương. Tiến sĩ Đoàn Lan Phương công tác tại Trung tâm Hô hấp của Bệnh viện Bạch Mai, một cái trung tâm mà rất là lớn và cũng rất là nhiều cái kinh nghiệm chẩn đoán nhiễm nấm phổi. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, cái chẩn đoán nhiễm nấm hiện tại thì vẫn là một cái mà hết sức khó khăn trong công tác chẩn đoán và điều trị. Thì lát nữa chúng ta quý đồng nghiệp chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Để tiếp theo chương trình thì chúng ta đi liền mạch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Phạm Thế Thạch, công tác tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, sẽ có một cái bài báo cáo về chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm máu ở bệnh nhân ICU. Xin trân trọng kính mời.